Cảnh sát Hàn phối hợp với FBI điều tra phòng chát thứ N. Tội ác ghê rợn đến mức nào? Do một số hạn chế nhất định, cảnh sát Hàn công bố sẽ hợp tác với đội quân tinh nhuệ FBI để điều tra về phòng chát thứ N. Trong thời gian gần đây, tin tức về phòng chát thứ N trên Telegram cùng với việc lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ vị thành niên đã gây nhức nhối dư luận châu Á. Trước đó, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã lên tiếng ủng hộ việc công khai danh tính tên cầm đầu bao gồm Jung Riel Won. Chan Yon Baek Eso, Harry, Ravi VIXS, Junho 2 giờ trưa, dâu quân 2 giờ sáng. Vừa công khai tên tuổi, một số người nhận thấy hắn ta đang theo dõi tài khoản Instagram mầm của Jisoo Blackpink, Lisa Zahi, Kang Sora, Gen Yeonu. Trước tình huống trên, các nữ ngôi sao đã lên tiếng chỉ trích và chặn tài khoản kia. Sau khi bắt giữ dâu Jobin, một trong những quản trị viên chính của phòng chat, Sở Cảnh sát Trung tâm Seoul, đã điều tra những người dùng tham gia vào nhóm để xem nội dung khiêu đê. Âm trẻ em, cảnh sát bày tỏ, rằng họ đang làm việc chăm chỉ để có thể buộc tội những người dùng trong phòng chat. Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, vào tối ngày 24 tháng 3 vừa qua, phía cảnh sát Hàn Quốc công bố điều tra hợp tác với FBI Cục Điều tra Liên bang Cơ quan Trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có nhiệm vụ điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa về các vụ án xung quanh vụ án phòng chát thứ n đại diện cảnh sát chia sẻ chúng tôi nhận thức rõ về ý kiến cộng đồng tất cả những người dùng trong phòng chát không chỉ đơn giản là người ngoài cuộc mà còn là thủ phạm của các vụ tấn công tình dục chúng tôi sẽ điều tra để họ có thể bị pháp luật trừng phạt thích đáng theo cảnh sát những người dùng đã xúi dục hành vi phạm tội bằng các bình luận như gửi cho bọn anh thứ gì đó ngon nghẻ đi và cho bọn anh xem gì đó hay ho, sẽ được điều tra trước hết tiếp đến là một cuộc điều tra về tất cả những kẻ chỉ đơn giản là xem video. Mặc dù cảnh sát đã tập hợp một đội đặc nhiệm gồm 6 đặc vụ cho vụ án. Nhưng họ đã phải đối mặt với những hạn chế do Telegram không phải là dịch vụ tin nhắn của Hàn Quốc, bất chấp các nỗ lực yêu cầu xóa những tài liệu bất hợp pháp trên Telegram. Cảnh sát Hàn Quốc không nhận được phản hồi nào. Vì lý do đó, cảnh sát Hàn Quốc sẽ tổ trước một cuộc điều tra hợp tác với FBI, để tìm trụ sở của Telegram và tiến hành các cuộc điều tra cần thiết. Đại diện cảnh sát Hàn Quốc, chúng tôi hợp tác với FBI và SSI để xem xét trụ sở của Telegram ngay khi tìm thấy trụ sở. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp ngoại giao để yêu cầu sự hợp tác của họ trước những tin tức gần đây. Một kiến nghị quốc gia đã được huy động để yêu cầu tất cả những người liên quan đến phòng thứ N phải bị lộ danh tính, và trừng phạt, cho đến nay, bản kiến nghị, đã đạt được hơn 1,5 triệu chữ ký. Theo dõi Sao Star, để cập nhật thêm thông tin mới. Bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây, để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.